Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tôn vinh tập thể cá nhân gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu năm 2022. Năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên tổ chức được 46 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 17.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả tiếp nhận gần 16.000 đơn vị máu, đạt 155% kế hoạch trung ương giao. Trong năm, Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện tỉnh đã thực hiện tốt chiến dịch lễ hội Xuân Hồng, hưởng ứng tháng hành trình đỏ, giọt máu hồng mùa hè. Có 7 trên 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức được từ 3 đến 4 đợt hiến máu như huyện Khoái Châu, Phù Cừ, Văn Lâm. Một số cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Khánh ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang với 80 lần hiến máu, anh Nguyễn Thế Hoàng ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu với 44 lần hiến máu, gia đình ông Lê Trung Truyền ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang với trên 100 lần chia sẻ những giọt máu của mình. Nhân dịp này, 189 tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2022 được tặng bằng khen, giấy khen, biểu trưng tôn vinh.